nhớ chưa? Đang quay mặt ra coi. Đúng rồi, hồi xưa mấy tuổi mà hồi xưa. Sáng con đi học. Nhìn cho các bạn. Giới thiệu đi. Giới thiệu đi. Rồi, hôm nay bạn này dắt đi review nha. Gì? Không có mua mà giới thiệu thôi. Không biết giới thiệu không? Đâu? Ủa, nó en đâu? Ồ, đúng rồi. Hôm nay mình đi nhà thờ này, mình đi hồi xưa đi có đi nhà thờ này chưa? Đó là hả? Rồi, đi vậy rồi sao mẹ kiếm, đi quay lại mẹ đi. Rồi, mẹ không? Mấy giờ vậy? Mấy giờ? Ba mấy giờ rồi? À, đồng hồ hả? Mấy giờ? Mấy giờ? Cười coi. Cười coi. Ông bà. Ông bà một cái. Mẹ ơi. Tụt tụt cái nào? Chó. Chó chó hả? À, con bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn. Mẹ. Mẹ hả? Chúa mà. Dạ. Chúa mà.